Đây là câu hỏi số 9. Nếu bạn vượt qua câu số 9, bạn sẽ có 15 triệu đồng. Và đây là một loài hoa màu vàng có 13 cánh. Thời gian bắt đầu. Dạ, thưa ban giám khảo, đây là hoa dã quỳ. Hiện đang có ở Ba Vì, gồm hai địa điểm là Vườn Quốc gia và Trung tâm Nghiên cứu Đồng cỏ Ba Vì. Bạn có thể giải thích thêm về hoa dã quỳ không? Dạ, hoa dã quỳ thì có nghĩa là người đi thăm hoa có thể là vừa quỳ, vừa dã và vừa ngắm hoa. Đó. Vâng, bạn có sự hiểu biết rất là sâu về cái loài hoa này. Và đây là kênh Chim Cú Gáy Hay. Xin giới thiệu một cái clip các bạn về hiện cảnh này là tại Trung tâm Nghiên cứu Đồng cỏ Bò và Đồng cỏ Ba Vì nhá. Ngắm hoa dã quỳ và hoa chuông vàng.